Bây giờ thì mình tiếp tục tới cái chặng đường thứ hai, đó là đi tới Rizena của xã Petrovan. Trên cái cung đường này mình cũng sẽ ghi lại những cái điều thú vị đang chờ đón mình ở phía trước các bạn nhớ theo dõi. Và bây giờ thì chúng ta sắp sửa tạm biệt Manitoba rồi, để sang Saskatchewan, một cái tỉnh bang tiếp theo kế ngay sau đó của Manitoba. Phía bên kia là các bạn sẽ nhìn thấy những cánh đồng hoa cải đây. Hành trình từ Winnipeg tới Calgary là khoảng 1.300 cây số. Tuy nhiên thì cái hành trình này rất là dễ đi, khác hẳn với lại hành trình dài của Việt Nam. Nếu như mà đi ở trên đường phố Việt Nam thì cái mật độ xe cộ đi lại khá là đông đúc, cho nên là cái việc lái xe nó sẽ khá là khó khăn cho người lái nếu như mà chỉ có một tài xế. Tuy nhiên thì với cái cung đường mà vắng xe một mình một đường như thế này ấy, thì nó rất là thuận tiện cho các bạn có cái hành trình đường dài để đi thăm thú các nơi. Đây là đồi cải này, bạn thấy là nó vòng lên vòng xuống như thế này. Ở trong thành phố Winnipeg hoặc là lân cận thì các cái cánh đồng cải nó là những cái cánh đồng bằng. Thế còn ra đến đây thì nó lại có đồi núi như này, cho nên trông khá là đẹp. Đồi. Phía bên kia đường là bò này, đàn bò. Phía xa xa nữa là những cái đồi cải. Địa hình ở Brandon thì không bằng phẳng như là ở Winnipeg. Thỉnh thoảng thì giữa màu xanh của cây rừng lại hiện lên những cái vạt lúa mì đang chín rộ như thế này. Đây là những cái trailer mọi người thường thuê để mà đi du lịch xa này. Đây chắc là cái trạm để cho thuê những cái trailer này. Xa xa kia thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái gọi là cái giếng khoan dầu đang hút dầu lên giữa giáp danh của Manitoba và Regina. Thì thấy khá nhiều những cái giáp danh giữa Manitoba và Regina. Sang tới địa phận của Saskatchewan thì cũng với những cái cánh đồng hoa cải rộng miên man như thế này và lúa mì. Phía xa xa là cỏ thì sẽ được cuộn lại cũng như bên Manitoba thôi. Đó, rất là đẹp. Nếu như mà bạn nào mà yêu thích việc chụp ảnh ngoài trời ấy, thì cũng có thể là đây là một cái địa điểm để các bạn có thể chụp ảnh chẳng hạn. Nếu như mà Việt Nam mà có cái cánh đồng cải này, chắc dân tình mọi người đổ xô lên để selfie mất thôi. Nhưng ở đây thì vì nó quá nhiều và quá rộng lớn như thế này, cho nên là mọi người cũng thấy nó bình thường thôi. Khu vực đường chạy từ địa phận của Manitoba, tức là hết cái địa phận Manitoba mà chạy tới Regina thì cái cung đường này không được đẹp lắm. Tuy nhiên là cái mật độ giao thông ở trên đường ấy thì nó cũng rất là dễ dàng cho cái việc di chuyển. Nếu như mà ở Việt Nam mà chạy cái cung đường dài như này thì bạn sẽ rất phải tốn neuron thần kinh để mà xử lý các cái tình huống xe cộ. Tuy nhiên thì tại những cái cung đường dài này, Canada, bạn không cần phải quá quan tâm nữa tới việc xử lý các cái tình huống, mà vấn đề bạn quan tâm nhất là làm sao để chống lại cái buồn ngủ. Phía xa xa là các bạn sẽ thấy những cái chiếc quạt gió để lấy năng lượng của gió làm điện. Tại Manitoba thì phía giáp danh với lại là Mỹ cũng có những cái chiếc quạt gió như thế này, nhưng mà điện ở Manitoba sản xuất
chính là từ thủy điện. Mình cũng không hiểu rằng là trong cái mùa đông ấy thì cái hệ thống thủy điện nó hoạt động như thế nào. Tuy nhiên năng lượng tuy nhiên là điện từ Manitoba thì được sản xuất từ thủy điện là chính. Đây là cận cảnh những chiếc quạt gió này. Đó, đây là quang cảnh của cái cánh đồng hoa cải với lại những cái chiếc quạt gió nổi trội này. Ở Gara thì mọi người khai thác năng lượng bằng cách là sử dụng sức mạnh của gió này, từ năng lượng mặt trời. Vào mùa đông tuy thế thôi nhưng mà rất là nhiều nắng, nhiều gió. Khi mà vào mùa đông ý, nếu như mà những cái ngày bình thường không có gió thì không sao, nhưng mà khi mà có gió thì cái sức gió nó thổi nó cũng rất là mạnh và nó làm cho nhiệt độ giảm sâu hơn rất là nhiều. Đây là trang trại của nông dân này, đúng không? Những cái nhà kho chứa nông sản. Ở cánh đồng của họ đây rộng mênh mông luôn, bát ngát luôn. Phía bên kia đường là một cái motel nhỏ nhỏ, phải không? Đấy, đây là cái motel này. Nếu như mà các bạn đi không có bạn đi đường đi cùng thì có thể là nghỉ một chặng ngắn ngắn thì nghỉ lại một đêm lấy sức đi tiếp. Hoặc là có thể chạy từ Winnipeg đến Regina, sau đó nghỉ lại một đêm ở Regina rồi chạy tiếp. Còn trong trường hợp nếu mà bạn đi theo nhóm ấy thì có thể là nghỉ một lúc ăn trưa ở đó, sau đó thì tiếp tục chạy. Thì đó là những cái cách để mà đi từ Winnipeg tới Calgary. Khúc đường này thì thẳng tắp, một mình một đường luôn. Các bạn nhìn thấy gần như là không có xe cộ lưu thông trên đường. Hai bên đường mênh mông, rộng mênh mông luôn. Và đường thì bạn cũng không cần phải lái gì cả. Phía xa xa là cái nhà xây 3 tầng làm toàn bằng gỗ. Đây là máy cày. Khoảng 100 cây số nữa là đến Regina, nhưng mà đoàn của mình ghé vào cái tiệm xăng này để đổ xăng. Đồng thời mọi người có thể đi washroom ở đây. Trước cũng có một cái xe trailer được kéo đi. Mùa hè thường mọi người sẽ sử dụng cái xe như này để chậu đi lại. Cái kia đi nghỉ. Ở đâu? Bên này á? Cầm kia á, mình đây, đằng sau mình ấy. Đây là cái public washroom này. Đâu? Phía trước mặt kìa. Xuống đây nghỉ ngơi để đi vệ sinh. Xuống xe thì tới đây nghỉ, chỗ này rất là mát mẻ. Lại có cả bàn ghế để ngồi nghỉ này. Nếu như mà các bạn mang đồ ăn trưa thì có thể ngả đồ ra đây để ăn uống luôn chỗ này. Rất là mát. Đây, từ đây về đến Regina thì chắc còn tầm độ khoảng chừng 100 cây số nữa thôi. Đây thì là một cái trạm xăng và trạm một cái cửa hàng convenience, cửa hàng tiện ích. Đó. Mình đang đi ngang qua Regina, thành phố có tầm khoảng hơn 200.000 dân số. So với Winnipeg, Regina bằng khoảng 1/3. Phía trước là downtown của Regina này. Cũng có nhiều nhà cao tầng.
thời gian rảnh hơn thì mình sẽ vào trong downtown, mình sẽ làm một chuyến khác để vào cái thành phố này và giới thiệu cho các bạn thêm về thành phố này sau. Các bạn nhớ subscribe kênh Bước Ngoặt Channel để có thêm thông tin nhé. Phía bên kia đường là cái khu camping này, cho nên là nó có những cái xe trailer như thế này để mọi người có thể thuê. Đây là những cái xe. Vừa nãy thì có đỗ ở gọi là chỗ Bosley để đổ tạm một ít xăng, vì nó là trạm xăng lẻ cho nên là giá có thể sẽ cao hơn một chút. Bây giờ thì sẽ tạt vào cái khu này để đổ thêm ít xăng nữa cho chặng đường kế tiếp là từ Regina tới Calgary. Có thể là lát nữa thì mình sẽ chạy ngang qua cái trường đại học của Regina đấy. Thì giống như là khu region ở Winnipeg ấy, tập trung là Walmart, Superstore này, rồi Michael, rồi Best Buy này. Rona cũng có luôn hả? Rona phía trước vậy? Ờ đúng rồi, có cả Rona luôn, Home Winner Sense. Này, Home Sense, Mucky Burger King này. Giống như là Rona, cái khu Rona thì nó chỉ bán cái chỗ tiệm gần nhà mình thôi, còn ở Winnipeg thì nó vẫn còn là Rona chứ. Đây này, nó còn một số cái chi nhánh. Đây này, ở đây có Chicken Delight không? Chắc là có vì nó là franchise của Canada mà. Chicken Delight. Đây, bây giờ đi vào đây để đổ xăng này. Chicken Delight. Đủ phép. Bonjour đi thế này. Xuyên qua downtown một chút này, sắp tới downtown đằng kia. Ở đây này. Mình đi cái đường này là mình đang xuyên thẳng qua downtown của thành phố Regina đấy. Thì Canada đi qua thành phố. Ồ, lại rẽ à? Nếu mà rẽ thế này thì có đi qua đại học và Regina không nhỉ? Không. Cứ chạy thẳng đường kia sẽ là đi vào trong cái đường này thì sẽ đi qua cái đường qua cái trường gọi là trường đại học Regina này. Đường này là đường vành đai của thành phố. Hôm nay thì thấy báo là sắp tới có dự báo bão cho nên là trời khá là nhiều mây, có nắng. Cung đường này đang sửa đường cho nên là phía trước thì thấy khá là nhiều xe cộ tắc đường. Phía làn bên kia, tức là cái chiều ngược lại của mình đang đi thì có vẻ đông xe nhỉ? Tại bên kia đang sửa đường. Sao nhiều nơi có sửa đường ở bên sau bao nhiêu đấy? Nó phải cắt đôi cái, thêm một cái làn đường ở bên này nhường cho cái chiều ngược lại. Khá là đông xe cộ, tắc một đoạn cũng khá là dài. Sau khoảng 6-7 phút thì chạy gần hết cái đường vành đai của downtown Regina rồi. Bây giờ thì tiếp tục điểm dừng tiếp theo là Calgary. Chắc không đi một mạch thì đến Calgary đâu. Trong cái hành trình từ Winnipeg tới Regina này thì đoàn của mình đã nghỉ làm hai lần. Một lần là ở Brandon sau khi mà chạy từ Winnipeg tới khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó tiếp theo là đoàn của mình chạy khoảng 3 tiếng nữa. Chạy khoảng 3 tiếng nữa và nghỉ chân ở Goosley. Tiếp theo thì sau chặng đường nghỉ ăn trưa đó thì
sau chặng đường nghỉ để ăn trưa đó thì bây giờ đoàn mình chạy xuyên qua thành phố Regina và tiếp tục chặng tiếp theo là tới Calgary. Có thể là trong chặng tới này thì đoàn mình sẽ nghỉ tới một hoặc hai lần nữa. Nếu mà các bạn quan tâm tới hành trình từ Regina tới Calgary thì nhớ nhấn nút subscribe kênh Bước Ngoặt Channel của chúng mình để tiếp tục cập nhật hành trình nhé. Bây giờ thì chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo.